chi U15 chi 10, vu nợ tin tư công an 2 nợ năng tỉnh KK, cho bi tờ, đơn vị đang ta mờ di mô tờ thanh niên trô mờ cho co nợ cho ngờ đi thi ha nhờ công du ngờ bi nhờ si tờ hơi cay, đa cô cờ. Theo tin ban đầu, vào đêm 14 tháng 10, trong lưu cờ tu nợ tra kỳ mờ xoa tờ khu cờ xa y tô 2 nợ năng, đầu y cảnh sát giao thông 2 nợ pha tờ ghi nợ 2 thanh niên chai y xe nợ mai y co nhi u kha nghi. Ngay sau đó, đầu y cảnh sát giao thông công an 2 nợ yêu u 2 thanh niên cho kỳ mờ tra y tơ nhưng 2 đi na y không bờ 2 nợ ma rô ga bo chai y. Thấy vậy, Trung u y lê ngò cờ hương va đông ngờ đô y la phan anh tu nợ du ngờ xe cờ chu ngờ u y theo 2 thanh niên nói trên. Thế nhưng, ca cờ đâu y ngờ lơ y dung ngờ đêm tô y, ngờ nông xóm nên lu nờ la chờ đê thoa tờ thân. Không chỉ vậy, trong lu cờ bi truy u y, hai thanh niên ngồi y trên xe dung ngờ đá nê mờ vê phía xe ca cờ chi nờ si cảnh sát giao thông. Các công cụ các đối tượng mang theo khi đi trộm chó. Sau qua ngờ 40 phu tờ truy u y, trung u y hương va tu nờ đa u y khi bờ xe hai thanh niên nói trên. Lu cờ nay, ca cờ đâu y nờ la y ru tờ bi nhờ si tờ hơi cay trong y ra si tờ vê phía ca cờ ca nờ bô, chi nờ si cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, ngay sau đó mô tờ trong hai thanh niên bi khống tê, y co nờ la y bo chai y và y cà phê, tiêu của người dân. Tại cơ quan công an, đối tượng bi tờ khai tên là Vũ Kim Kiên 33 tuổi, trú tại Lộc Thạnh, Phú Lộc, 2 nờ năng. Đêm 14 tháng 10, Kim và Sơn y bo trâu nợ, chưa rõ tên Hoa y đu, nơi cư trú, ru nhau đi tờ trâu mở cho cụ A y dân đem 3 nợ y ti nợ. Khi mở tra phương ti nợ và trong y kim, cơ quan công an pha tờ ghi nợ 3 con cho, một tho ngờ lo ngờ dung ngờ đê tờ cho, nhi u cu cờ đa một chi hai và một bi nhờ si tờ hơi cây ma kim và đông ngờ bo nợ mang theo để trong ngờ tra nếu bị pha tờ ghi nợ 2 nhờ di trâu mở cho. Ghi nợ du di cờ đa cờ giao cho cơ quan công an xử lý theo mở cai nợ.